như nói là mọi chuyện trên đời đều đã được trời cao an bài. Vậy thì gặp được anh thì chính là một cái điều đẹp nhất mà ông trời dành cho em. Đặc biệt là những ngày đầu gặp nhau á, thì không biết sao nhưng mà có một cái cảm giác rất là thân quen, như kiểu là đã từng biết nhau từ lâu lắm rồi. Nên là một cái nhân duyên đến một cách rất là nhẹ nhàng, bình yên, mà khi trong lòng của em không còn bất cứ mong cầu hay tìm kiếm một điều gì cả, là một người mà không phải là gu của em. Kỳ lạ là từ khi gặp anh á, thì em cũng không còn cái tiêu chuẩn nào về gu nữa. Thậm chí là anh có những cái không hoàn hảo mà em rất là ghét, mà em đã từng thề là em sẽ không bao giờ cưới một người như vậy. Một cái kỳ lạ nữa là đối với anh á, thì em nhìn vào những cái điều tốt đẹp, em không có nhìn vào những cái điều xấu của anh, mà em thay vào đó thì em lại muốn cùng anh thay đổi để tốt cho anh hơn. Cảm ơn anh đã đến bên em vào cái thời khắc đẹp đẽ của cái thời thanh xuân này. Em muốn cảm ơn anh vì nhờ anh mà em hiểu ra là tình yêu nó rất là muôn hình vạn trạng, chưa bao giờ bị gói buộc trong một cái định nghĩa hình hài hay là sắc thái nào. Cảm ơn anh một điều nữa là đã cho em biết được một cái trải nghiệm, đó chính là khi mà mình yêu một người mà vừa hay á là người đó cũng như mình. Ta gọi là đường đường ai chịu thì em nghĩ là cái đó là một cái điều mà ai cũng muốn và ai cũng nên xứng đáng có được. Khó khăn á thì tụi mình cũng sẽ cùng nhau vượt qua, và em muốn là tụi mình là những cái chỗ dựa tinh thần cho nhau. Bây giờ trở đi tụi mình sẽ to be the person that I was not in the past and was not the same in your past. Lastly, I promise to keep my promise.
Đối với anh, một lời hứa rất là, anh rất là sợ hứa. Bởi vì anh, một khi đã hứa mà không giữ được thì mình biết rồi. Cho nên là đây là lời hứa của anh dành cho em. And lastly, thank you for taking my hand. Rising sun hits the sky, see it open before us. Take these hopes, hold them high, every step takes you closer. Chốt đơn, đây là tay của vợ tôi. Còn nếu như không phải thì mình loại, đây không phải là tay của vợ tôi. Cứ lần lượt như vậy. Vô nè, là não Việt Nam, là 4, là 3, là 2, 1. Không phải. Những người số 1 luôn. Những người loại. Loại. Nè, vô tới công chuyện rồi. Thử đi, đúng không nè, buông. Rồi, đó. 5, 4, 3, 2, 1, 4. Nghe vũ trụ nè, có một cái đi, con dâu của mình, có một cái đi hả? Làm bích. Tay đâu, tay đâu.